Xuân về với Hương Sơn trùng trùng điệp điệp, trở về với mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, được tắm suối nguồn yêu thương từ bi, đạo nhãn Nam Thiên Đệ Nhất Động vẫn còn văng vẳng. Khai mạc lễ hội Xuân Canh Tý năm 2020, xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.